số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại, kèm theo đó là số ca bệnh nặng cũng tăng cao. Tuy nhiên, nhiều tỉnh thành vẫn đang trì trệ, chậm tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tái bùng phát dịch, quá tải hệ thống y tế. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước. Với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như là BA.4, BA.5 có khả năng lây lan và khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn. Theo như ghi nhận thì trong 2 tuần gần đây, trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 2.000 ca mắc mới COVID-19, trong đó thì có ngày lên đến 3.000 ca. Vâng, trong khi đó thì nhiều tỉnh thành vẫn đang trì trệ và chậm tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Đáng chú ý, đến ngày 31 tháng 8 là phải hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng nhiều tỉnh thành tiêm mũi 2 vẫn rất chậm, chỉ đạt từ 15 đến 30%. Tại Việt Nam, thời gian gần đây số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại. Các biến chủng mới có tốc độ lây lan khá nhanh. Số giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội đã bắt đầu đông dần lên. Thành phố Hồ Chí Minh thì sẵn sàng kích hoạt hệ thống bệnh viện dã chiến. Đa số là các bệnh nhân tiêm từ 2 đến 3 mũi vaccine. Tuy nhiên là cái thời gian tiêm nó kéo dài, nó quá cái thời gian mà đảm bảo cái kháng thể ở trong cơ thể. Do đó là những bệnh nhân đấy thường sẽ dễ nhiễm lại COVID hơn so với những người khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Điều quan trọng là phải duy trì động lực tiêm vaccine trong cộng đồng như ở giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Hiện, hầu hết những bệnh nhân nặng đang điều trị đều là người thuộc nhóm nguy cơ và có thời gian tiêm vaccine đã khá lâu. Do thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 gần nhất này, cách đây cũng phải tầm 6 tháng rồi, nên là cái hiệu lực vaccine, cái nồng độ kháng thể là thấp, dẫn đến là những bệnh nhân này rất là dễ mắc trở lại, và những người mà có nguy cơ mắc nặng thì sẽ mắc và nặng hơn, nên là cái việc mà tiêm mũi 4 cũng rất là quan trọng đối với những người có yếu tố nguy cơ cao. Mặc dù việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết, tuy nhiên hiện nhiều tỉnh thành vẫn chậm tiến độ tiêm, nhất là tiêm mũi nhắc lại. Nếu người dân vẫn tiếp tục trì trệ việc tiêm phòng thì nguy cơ mắc bệnh và quá tải hệ thống y tế, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại sẽ rất cao. Mới đây, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19, thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến là không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo và đánh giá tình hình dịch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến mới phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát đối tượng, lập kế hoạch triển khai và tổ chức tiêm ngay vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không để vaccine hết hạn, không tiêm được cho người dân, gây lãng phí. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine. Tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em thì là biện pháp quan trọng để mà phòng chống các cái biến thể BA4, BA5 và các cái biến thể mới. Chúng ta phải khẳng định rằng vaccine phòng chống COVID-19 nó không bảo vệ được cái việc mà anh không mắc một cách hoàn toàn, nhưng nó cũng có những cái giảm mắc, và đặc biệt là khi mà anh bị mắc thì anh không bị chuyển nặng, không bị tử vong, không bị quá tải hệ thống y tế. Thế nên là cái việc mà tiêm vaccine phòng chống COVID-19 là rất cần thiết. Từ đây cho đến hết tháng 8, các địa phương cần hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo yêu cầu của Chính phủ, đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng nguy cơ, tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về tầm quan trọng của việc tiêm phòng, tuyệt đối không để dịch bùng phát trở lại.